Hello mọi người, clip này thì mình sẽ làm về cây chảo huyền thoại của chế độ PUBG phiên bản CS Mobile. Ở cây chảo này các bạn có thể nhận free mỗi ngày 15 mảnh. Ở hiện tại thì mình nhận xong free vĩnh viễn thì mình không biết dùng chảo này làm gì. Ở phiên bản game thì chúng ta sẽ không được chơi đồ hàng như hồi còn trẻ thơ. Chúng ta phải đi đập zombie hoặc đập người. Mình thì mình rất thích đập zombie hơn. Còn bạn nào có sở thích đổi bạn thì có thể đi đập người. Úi dồi, dùng bài đồng thế, mới vào nó có hero rồi mà chưa đến giờ nó thả thí nhá. Mình cần lắm những cái hòm tiếp tế ạ. Chưa có hòm tiếp tế mà có hero này thật là hư cấu. À, hòm này rồi. Cút ra để bố mày nhặt hòm xem nào. Cứ lượn lượn dưới hòm rồi, không có gì. Thôi xong, gãy rồi. Úi dồi, nó đuổi theo sau lưng. Cho quả bom này. Đớp đi. Úi dồi, lên kill kìa. Hay lắm DM. Té. Ờ, hình như mình nghe tiếng trưởng lực của anh Tơ ở phía sau. Nhưng quay lại thì chả thấy bố con thằng nào. Hư cấu nhỉ. À, nó rớt xuống đây rồi. Tuy nhiên parkour kiểu gì đấy. Để mít hoài. Người ta cười cho vào mặt. Úi dồi, úi dồi. Thôi mình đùa tí thôi. Không có ý chê bạn parkour gà. Rồi, thằng hủy diệt tay nó dài thế. Mình đứng ở trên, nó đứng ở dưới thì đếch nào nó vẫn vớ được cái giáp của mình. Có hòm tiếp đây này. Mình sẽ đi lượm hòm đi. Ôi giời ơi, không có gì. Rồi biến luôn. Cái định mệnh. Toàn hủy diệt thế này. Úi giời ơi, tôi xong gãy gãy. Gãy rồi. Rồi, đồng thế. Các bạn có cảm thấy cái chảo này nó có giống với skill của Sẻng không ạ? Mình cảm thấy nó là giống, y như là cùng cha khác ông nội vậy. Nhưng cái skill đặc biệt thì nó rất là khác. Tại vì nó xoáy xoáy cái chảo rất là chất chơi người rơi. Cái tác dụng phụ của em nó chính là lúc mà các bạn xoáy xoáy, các bạn lỡ tay vung vào mặt thì có lẽ chết sau mặt lờ. Chết không phải là do người khác giết. Rất là hư cấu luôn. Nên các bạn cẩn thận trong việc quay tay với chảo nhá. Mong trận này chúng ta nhặt hòm sẽ ra súng chứ không phải ra toàn bom, các kiểu vân vân và mây mây. Ra toàn thứ đấy thì em không đú được cái bọn zombie. Thế rồi. Tường bom này. Trời ơi, nó nhìn kìa. Nó nhìn với ánh mắt cực kỳ là lưu luyến. Vâng. Chả thế sao mà cào được. Đâu rồi? Mới thấy không đuổi theo. Bỏ chạy à? Nhìn người ta cầm chảo mà chạy là sai rồi đấy. Cái pha đấy đi lao lên. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Bất lực. Zombie nó bất lực anh em ạ. Chúng ta đã nhặt được TMP thì cái việc cận chiến zombie nó không phải là khó. Mình sẽ đi dụ dụ zombie sau này cận chiến cho nó phê đi. Đây rồi. Đây rồi. Đôi giày. Rồi nhấp nháy luôn. Sấp mặt. Úi dồi ôi. Có nhìn đi đâu ấy. Này thì nhìn đi đâu ngoài. Ngắm chim à. À đủ. Sao lại trong một lỗ mà tự dưng có hai thằng. Úi dồi ôi, nó chim chuột với nhau. Lạ thật đi. Vâng. Rồm non chim chuột với lại hủy diệt này. Thích con lùn vừa béo này à. Lại đây. Úi dồi ôi. Cái thần xác nó quá to để di chuyển các bạn. Rất là khó di chuyển. Úi dồi ôi, nó còn biến đây còn to hơn nữa chứ. Thật là hư cấu. Vâng, bạn ấy cứ tưởng là con này nó to, nó dễ di chuyển hơn anh em ạ. Ừ, cái kết lờ nó vẫn khó di chuyển. Này thì xả khói này. Cái tội lấp trong đấy. Và chúng ta sẽ cùng đến với những màn cận chiến cuối cùng. Quá bất lực. Úi dồi, úi dồi. Thôi xong, gãy. Rồi may quá, không chết. Cái quả đấy mình ấn bị trượt cái nút di chuyển. Nó dừng lại. Thật là hư cấu. Thôi rồi, úi dồi hết đạn. Thôi xong. Sao lại hết đạn thế này? Đạn ít quá. Tôi cần đạn. Tôi cần súng. Ôi, thôi xong rồi. Tiếp thế. Thấy cái hòm. Tính lượn qua nhặt. Thế đây nào nó ở từ phía. Một con zombie nó từ phía sau. Nó chạy lại. Ôi, quả đấy chết mắc xàm. Nhưng hết giờ rồi. Cái quả đấy mình tính lao vào cận chiến luôn cơ. Tôi tính nhặt hòm cover cho nó nhanh. Chứ mà đập chay thì không biết đời nào nó mới chết. Đập tới mùa quýt rồi nhầm ạ. Úi dồi.
phần làm giúp ai, không một lần sờ vào ai, mà đã sờ thì phải sờ cho nát luôn. Úi dồi ôi, đồng thế. Vâng, đi lên này. Thích đi lên không? Đi lên này. Rồi gãy, clear. Vâng, cầm cương thi lên phá vỡ tỷ anh em của chúng nó. Thật là vì gì ạ? Đấy, các bạn cảm thấy sắc đẹp của mình nó hết sức lôi cuốn không ạ? Nó làm cho người ta phấn khích và phải cào xé nhau để có thể sống sót, sinh tồn. Ơ không trúng ai? Ơ kìa, hư cấu ấy. Ơ không trúng ạ. Đùa thật ý, lần đầu tiên mình cầm cương thi mà cào ở đây không chết. Rồi chết rồi, mình chưa kịp ấn nút đặc biệt. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với khu vực bản thờ, nơi mà chất chứa bao đam mê, niềm khát vọng, nỗi khát vọng của những anh em quay tay lâu năm và không giết được zombie bằng cách đi săn nên chúng nó đành phải quay tay. Thế tụi nó lại chết thôi. Vâng, quay tay kiểu gì nó cũng sắp mặt lờ thôi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi ôi. Ôi dồi ôi, xong rồi, nó chém chay, nó chém chùa. Cày thế. Rồi bây giờ đến lượt anh Tơ, giết thôi. Đồng quá anh em ạ, không thể đúng. Mình phải té sang trận khác đây anh em ạ, vì nó quá lâu. Thằng hero ở đầu sông, bọn zombie thì ở cuối sông. Cứ thế chúng nó nhìn nhau đi hết trận. Anh em có thấy cạn lời không ạ? Mình phải té sang trận khác thôi. Chúng ta không đủ được cái phòng đấy. Thời gian của chúng nó không phải là vàng là bạc. Đối với mình là thời gian rất là quý giá. Ui dồi ôi, Tơ kìa. Âm ông, cái phòng này nó có sẽ không có những cái hình thức đáng lên án như vậy. Úi dồi ôi, đường nào cũng có zombie này. Úi dồi ôi, gặp ba con zombie rồi. Mỗi thằng một đường. Thấy rồi, ơn rồi. Úi dồi ôi, nhấp nháy kìa. Nhấp nháy đi, nhấp nháy đi. Úi dồi ôi, tự nhiên bị đập một bên không biết. Vâng, té đi kiếm súng á. Súng nó cover đập sướng hơn anh em ạ. Đập chay như thế này thực sự nó không có giúp ích được nhiều. Đây rồi, món hàng mình ưa thích đây rồi. TMP, một khẩu súng cover cận chiến maxi. Chạy đâu con lợn này. Úi dồi ôi, dừng rồi mà sao vẫn chết là sao ta? Ý, úi dồi ôi, tự nhiên không cào luôn. Vợ anh Tơ anh ấy cảm thấy mình một là một miếng mồi nó không hề béo bở ở chỗ nào. Cái gì đấy, nhìn cái gì? Xuống đây. Liếc cái gì? Úi dồi, bật ép luôn. Bạn làm cái gì đấy? Bật kêu đặc biệt nó phí lắm. Ơ, cái gì ấy? Rồi, may quá, mất ngày cái giáp. Cái định mệnh thằng Tơ. Mình cứ tưởng là nó đi cái đường dưới lên cơ, không nghĩ là nó đục từ đây ngoài vào. Thật là khốn nạn. Những thằng như này đáng để ăn cận chiến. Cố lên, mình phải cận chiến được nó. Rồi, nhấp nháy. Tao sợ mày quá cơ. Phải lừa tình cận chiến được. Ý, tự nhiên là gì ấy? À, bật kim đặc biệt. Lại đây. Úi dồi, nó hồi máu. Hết đạn luôn. Vai xoài. What the fuck. Ôi, súng hết đạn. Đúng cái lúc nó hồi máu thì trong súng không còn một viên đạn. Chúng ta không thể cận chiến được. Chán thật đi. Quá là vi diệu. Quá là vi diệu. Úi dồi ôi, thằng Tơ. Thì biết hết giờ rồi. Hết giờ rồi, không đú được. Chúng ta phải đợi qua trận khác đú tiếp. Bọn này chơi dị vai nồi. Cái khẩu súng TMP nó nhanh hết đạn cực ấy. Rồi chúng ta nếu mà khi nhặt hòm muốn cận chiến zombie thì chúng ta phải tiết kiệm đạn một xíu. Không nên xả đạn bừa bãi. Nó gây có thể gây ô nhiễm môi trường. Nhưng mà xả rác khoáng lăng là nghề của mình. Rồi mình bắn những cái khẩu súng nhiều đạn nó quen rồi. Qua súng ít đạn thì nó khác ngay. Rồi, đây này. Đây này, úi dồi, nó xoay cái chảo lâu quá. Nó quá lâu đi. Gì đây, úi dồi, ăn mình khó lắm. Anh em đứng từ xa,
cô vợ rất là nhiệt tình. Vâng, hậu phương vững chắc, không thể ăn được mình, không thể di chuyển được luôn. RBK VIP hay lắm DM. Đó cho mình sẽ ra sau này để lừa tình. Đứng trước này không thể có cơ hội ăn được đâu. Để đó cover nhiệt tình quá mà. Ê ơi chạy đâu. Hiện tại thì chỗ mình hơi bị ồn, anh em thông cảm nhá. Úi dồi, cận chiến nè. Cận chiến đấy, úi dồi lỡ tay. Rồi nhấp nháy. Nhấp nháy, úi dồi không trúng kìa. Không trúng kìa. Phải xoài. Các bạn có thấy hư cấu không ạ? Con đập phát đầu không trúng. Đây rồi. Nhiều zombie quá. Đây là cơ hội cho chúng ta thể hiện. Úi dồi mất giáp. Đùa. Mất giáp này. Úi dồi không trúng kìa. Vãi xoài. Vãi xoài. Chán thật đi. Rất là hư cấu luôn. Đập trúng người không chết. Còn hai quả rồi chứ mình bị lag. À lượn vào mặt tao này. Đây rồi từ từ. Những quả đập rất là hư cấu. Đáng nhẽ là trúng rồi. Nhưng chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những cái quả cào cực kỳ hư cấu hơn. Đấy, mình sẽ cho các bạn thấy nó ảo lòi đến mức nào. Ôi hết rồi. Điếc thế. Có lẽ mình nên bị cào sớm hơn để clear bọn này nó vui hơn. Vui hơn. Rồi thùng hàng. Rồi chúng mày được lắm. Hơi bị đông.